Chào các em trong bài học ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học một phần khá thú vị trong chat một framework, đây là error handler, tức là bắt các lỗi ngoại lệ và trả về một trang thân thiện đối với người dùng. Thì như trong bài học trước em thấy là khi chúng ta xảy ra lỗi ngoại lệ, chúng ta sẽ bắn ra một cái lỗi exception và trên cái giao diện web của người dùng sẽ thấy rất nhiều các exception xảy ra và đối với người dùng cuối cùng họ sẽ không hiểu đó là cái gì và cũng như là cái trang web chúng ta trở nên không thân thiện đối với người dùng. Và để bắt những cái lỗi ngoại lệ đấy thì trong cái chat một framework hỗ trợ chúng ta một số cái thẻ chúng ta hoàn toàn có thể bắt các lỗi và trả về một trang thân thiện đối với người dùng. Thì để cụ thể hơn thì anh sẽ cùng các em đi vào trong ví dụ. Thì đầu tiên các em mở file web XML này lên. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt cái lỗi đầu tiên đấy là cái đường dẫn không đúng thì anh sẽ dùng cái ở đây chính là cái thẻ là error page. Và trong cái thẻ error page này các em dùng cho anh là error code ở đây 404 tức là cái code không tìm thấy. Thì anh sẽ trả về cái location. Location ở đây anh trả về cái trang là 404.jsp. Thì lúc này các em trong cái thư mục web app các em tạo cho anh một cái file là 404 JSP đúng không? 404 ở đây. Và trong cái file 404 này anh thông báo một cái nội dung là 404 trang không tìm thấy, không tìm thấy như này. Các em không có thể viết tiếng Việt ở đây thì anh để mô tạm thôi. Thì anh sẽ tắt lại server để các em thấy. Thì lúc này khi anh lên trên trình duyệt anh gõ vào tên một cái đường dẫn không chính xác chẳng hạn. Anh là dụng xin chào. Như này thì các em sẽ thấy nó trả về cho anh một cái trang là 404 chứ không tìm thấy thì các em sẽ chờ một chút thì các em thấy đây trang không tìm thấy đúng không tương tự các em gõ bất kỳ đường dẫn nào mà sai thì tất cả nó đều trả về cho anh một cái trang lỗi đấy là 404 trang không tìm thấy như vậy chúng ta đã xong một cái phần đấy là bắt lỗi 404 trang không tìm thấy rồi thì tiếp tục chúng ta sẽ bắt các lỗi ngoại lệ anh giả dụ như một chương trình bắn ra một cái exception giả dụ như là không thể connect đến cơ sở dữ liệu chẳng hạn thì trong cái search config này các em sử dụng một cái thẻ cho anh Đấy là global exception. Thì trong cái thẻ này chúng ta có một thẻ con là exception ở đây. Thì ở đây exception có thai, thai đây là loại exception chúng ta sẽ bắt. À, giả dụ như nếu chương trình bắn ra một cái lỗi ngoại lệ là java.lang.exception. Thì exception là một class cha của hầu như các class exception khác trong chương trình java. Vì vậy mà nếu anh bắt lỗi ngoại lệ exception ở đây thì hầu như tất cả lỗi ngoại lệ bắn ra trong chương trình đều bị bắt. Và ở đây anh sử dụng một cái path ở đây, tức là trả về một cái trang JSP của chúng ta thì anh là giúp anh trả về cái trang là chéo eros.csp đúng không và trong này sẽ có một cái key nữa key ở đây tức là cái message lỗi được chuyển sang thì anh sẽ khai báo một cái key bên trong cái message property này anh đặt tên là eros.message như này ví dụ như là xảy ra lỗi vui lòng thử lại và anh sẽ dùng cái nội dung này anh sẽ chuyển sang bên cái file errors.jsp thì anh sẽ tạo một cái arrow jsp cho anh trong cái web app này và trong cái arrow jsp này thì anh sử dụng các thẻ của cái tab -lip. ở đây anh sẽ khai báo một cái tab ở đây là tab và uri ở đây thì anh sẽ sử dụng là bin ở đây prefix là bin thì tương tự các em copy lại các em dùng một cái thẻ tab nữa đây là tab html các em chọn HTML ở đây, cái prefix sẽ là HTML và bên trong này các em khai báo cho anh HTML này, message này ở đây khai báo một cái ID là error đúng không? thì tương tự trong cái form các em đã làm rồi ở đây cái message ở đây, cái message ở đây chính là cái bên này, bên bên cái này chuyển sang bên cái đây chính là key error đây, các em chuyển sang đây. thì ở đây bên trong này các em dùng cái thuộc tính là bin và đây tiếng ROI và các em uh, hình cái lỗi này ra như thế này. Và bây giờ các em bây giờ trong cái user action này của anh, anh giả dụ trong cái khi anh gọi đến lead user anh sẽ bắn ra một cái lỗi ngoài dễ, anh sẽ comment cái này lại và anh sẽ throw ra một new runtime exception như này. Thì runtime exception là một class con của class exception. Do vậy mà khi nó bắn ra lỗi runtime exception thì nó sẽ bắt cái lỗi này và nó trả về cho anh một cái trang error và kèm thêm một cái message lỗi thì anh sẽ chạy lại chương trình. Thì ở đây các em thấy là nó đang thông báo lỗi gì ở đây đúng không? Thì ở đây không có vấn đề gì cả bởi vì cái server của anh chưa được clean thì anh sẽ lên trình duyệt anh refresh này. Bây giờ anh sẽ gọi vào đây là list user đúng không? Enter này. Thì ở đây các em thấy nó bắn ra một cái lỗi exception và nó trả về cho anh cái trang là xảy ra lỗi vui lòng thử lại chính là cái bên này của chúng ta thì như vậy các em thấy là bắt lỗi trong cái giới 1 một rất chỉ là đơn giản đúng không? Anh là dụ nếu các em có bắt lỗi theo cái ngoại lệ nào thì các em chỉ việc là chuyển cái loại exception đấy vào đây thôi. giả dụ nếu các em bắt lỗi theo runtime thì các em chỉ việc copy cái, cái lỗi runtime này các em đặt vào đây như này. thì tất cả những cái lỗi mà thuộc class runtime exception hoặc là class con của runtime exception nó sẽ chuyển hướng về cái trang error jsp kèm theo cái key message lỗi ở đây thì ở đây các em hoàn toàn có thể là bây giờ chúng ta bắt ra exception rồi Chúng ta phải lốc lại những cái lỗi exception đấy để cho developer biết được là À exception xảy ra và các bạn có thể fix cái lỗi này đi Đúng không? Thì ở đây Thì anh sẽ để lại exception ở đây để anh bắt tất cả các lỗi ngoại lệ Và trong này các em thấy đấy, sẽ có một cái nữa Đấy là cái handler Thì bây giờ anh sẽ tạo một class handler Thì trong cái ưu tiêu này Anh sẽ tạo một cái class handler Anh đặt tên là my exception handler thì class này các em chỉ việc là extend từ class là exception handler của search này thôi thì trong này các em chỉ việc override cái hàm của class này là hàm execute trong này có một cái hàm là hàm execute ở đây execute đây thì các em chỉ việc override hàm này và bên trong này các em khai báo cho anh một cái lock các em đặt là private static locker đúng không locker bằng uh, locker này các em import thư viện vào log 4 j chấm get locker ở đây chúng ta dùng cái class này mà exception này chấm class này để chúng ta đặt tên cho cái locker này và trong này các em chỉ việc locker này các em ở đây các em làm gì các em chỉ việc là errors đúng không các em chuyển cái đối tượng exception vào đây như thế này thì những cái exception sẽ được in ra đây cho anh và ở bên trong cái cấu hình ở đây anh sẽ chọn những cái Handler này Anh sẽ copy vào đây Và class là My Exception handler đúng không Đây sẽ là chấm này My Exception handler này Thì như vậy đã cấu hình xong cái chất rồi Anh sẽ chạy lại server này Thì lúc này bất kỳ lỗi xảy ra thì nó sẽ chạy vào cái lốc này và nó in ra cho anh cái lỗi thì như vậy các em thấy là chúng các, chúng ta có thể tạo một cái máy exception handler để chúng ta in ra cái lỗi và chúng ta có vẫn trả về một, trang thân thiện đối với người dùng đúng không anh sẽ lên trình duyệt này anh refresh này anh sẽ quay lại đây này các em sẽ thấy nó bắn ra lỗi và nó lốc ra đây đây chính là cái lỗi của chúng ta các em thấy nó lốc ra lỗi này exception handler này runtime exception đúng không ở vị trí là user action java dòng 80 thì ở đây các em thấy là trong dòng 80 đúng không chính là cái lỗi này thì như vậy trong bài học ngày hôm nay các em đã biết cách bắt lỗi và trả về một trang thân thiện đối với người dùng và cũng như các em có thể lốc ra lỗi ra file lốc để các em có thể fix lỗi thì các em nhớ cho anh trong bài học này cũng rất quan trọng bởi vì các em có thể trả về một trang thân thiện đối với người dùng thì uh, trong bài học tiếp theo chúng ta tiếp tục học một số phần khác của chất một framework hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo